Bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung video. Và trong video này mình giới thiệu với các bạn về một cái phần mềm chuyên khôi phục dữ liệu. Đấy, các bạn xem ở trên màn hình đấy. Đây là một trong những cái phần mềm khôi phục dữ liệu rất là hay, được chưa ạ? Đó, cực kỳ hay luôn. Đó. Các bạn xem đây, đây là các bạn một số bạn hay đọc nôm na theo phiên âm tiếng Việt, đó chính là Lecuva, được chưa? Đó, rất là nhiều bạn sử dụng cái phần mềm này để mà khôi phục lại cái dữ liệu. Đấy, khôi phục lại cái dữ liệu trong cái thẻ nhớ USB cũng như là trong những cái ổ cứng của bạn. Cái phần mềm này ấy thì nó khôi phục khá là hay. Nhiều bạn sử dụng các công cụ mini tool cũng rất là được, những partition Winza hay là một số phần mềm khác, rất là nhiều phần mềm đấy, và nhiều bạn chọn sử dụng cái phần mềm này các bạn ạ. Thực ra phần mềm này nó cũng khá là hay khi các bạn lấy về để khôi phục dữ liệu, mình cũng ok, thấy ok các bạn ạ. Nhưng cái dữ liệu của các bạn ấy, khi các bạn xóa ấy, các bạn nên sử dụng phần mềm này để khôi phục lại một số phần mềm khác. Có nghĩa là cái dữ liệu các bạn xóa ở trong cái thiết bị thẻ nhớ hay là những cái thiết bị ổ cứng của bạn ấy, khi mà xóa xong ấy, các bạn dùng phần mềm này để khôi phục hoặc là một số phần mềm khác. Có nghĩa là cái dữ liệu của bạn bị xóa nhầm hoặc bị format nhầm, ví dụ như xóa nhầm đi trong cái thẻ nhớ của bạn, khi mà xóa xong ấy thì các bạn lập tức là các bạn khôi phục lại lại các bạn ngay nhá. Đấy, bởi vì là để xóa dữ liệu càng lâu thì nó rất là khó khôi phục, cũng như là việc các bạn xóa đi sau đó ghi đè lên thì nó rất là khó khó lòng mà để khôi phục. Tất cả các dữ liệu ở đây ấy thì mình đã vô tình nữa các bạn, vô tình mình xóa đi mất, được chưa? Đó, xóa đi mất. Bây giờ mình tiến hành khôi phục lại, quá trình phục hồi nó cũng khá là lâu. Các bạn xem này, trong cái nội dung video này mình đã quay lại thì khôi phục tính cả khôi phục và phục hồi lại thì nó mất tầm khoảng gần 2 tiếng, được chưa? Gần gần 2 giờ các bạn. Tầm khoảng cứ cho là tầm khoảng 1,5 giờ. Đấy, một cái dữ liệu tầm khoảng 48 GB dữ liệu, được chưa? Khôi phục từ một cái thẻ nhớ bị xóa đi, vô tình bị xóa đi. Đấy, căn bản là mình đã khôi phục được 100% các bạn xem này. Đấy. Đó, mình đã khôi phục được 100% đây, tổng có 622 file và khôi phục thành công đó là 62 file. Khôi phục thành công 622 file phải không ạ? Đó, nó khôi phục thành công. Đây là quá trình là mình phục hồi thôi. Rồi, và còn quá trình quét đấy thì nó sẽ rất là lâu. Phải không ạ? Đây quá trình nó phục hồi copy lên một cái ổ đĩa khác. Đây các bạn thấy chưa? Nó đây là quá trình mà nó phục hồi. Các bạn lưu ý này, trong trong quá trình phục hồi ấy, ví dụ như đây là mình phục hồi này, khi mà mình quét xong ấy, mình phục hồi ấy, các bạn chú ý này. Đấy, phục hồi ấy, thì các bạn nhớ là phục hồi, khi mà phục hồi ấy, thì các bạn lưu trên một cái ổ đĩa khác. Tránh các bạn lưu lưu trên cái ổ cứng đó hoặc là trên chiếc thẻ nhớ đó thì nó rất là khó phục hồi, cũng như là đừng có phục hồi trên cái phông vùng hoặc là cái ổ đĩa mà các bạn đang khôi phục nữa. Các bạn phải chạy trên cái ổ khác, các bạn chú ý nhá. Đấy. Đó. Để các bạn tiến hành khôi phục nó tránh ghi đè. Và cái tốc độ khôi phục các thứ ấy thì nó phụ thuộc vào cái tốc độ đọc của đĩa cũng như là tốc độ đọc của cái thẻ nhớ của bạn nữa. Tốc độ đọc càng cao ấy thì khả năng khôi phục nó sẽ rất là tốt, được chưa? Đấy, thì nó sẽ khả thi hơn. Thì nó sẽ nhanh hơn thôi, được chưa? Đấy. Ví dụ như cái dữ liệu đây ấy, mình đã khôi phục được 100% và không bị lỗi gì cả. Rất là may các bạn. Đấy, dữ liệu toàn bộ những dữ liệu của mình. Thì các bạn sẽ thấy này, cái phần mềm này này thì các bạn chỉ cần lên trên mạng internet đấy, các bạn nhập cái tên phần mềm vào. Đấy, mình sẽ nhập cái tên phần mềm vào đây, sau đó mình sẽ bấm vào trong cái phần này này. Cái này nó là một trong cái app, là cái ứng dụng của CC Cleaner ấy. Đấy, các bạn sẽ tải về này, các bạn download bản free thôi, các bạn chỉ cần bản free thôi, sau đó các bạn download về. Đấy, các bạn chỉ cần download về cài đặt next next yên và install file của nó chỉ là 5,3 MB thôi. Được chưa? Đấy, sau khi tải xong ấy thì các bạn chọn next này, các bạn phải chọn chế độ đây.
bạn chọn on này, on file này, hoặc là video, hoặc là music, hoặc là picture này. Đấy, còn mình ấy, thì khôi phục on file chẳng hạn. Thì các bạn sẽ ước chừng ở trong ổ nào, ví dụ như các bạn, ví dụ như mình xóa ở trong cái ổ nào, ví dụ như ở đây là mình xóa ở trong ổ M này, mình chọn ổ M, sau đó mình chọn OK, sau đó mình chọn Next, sau đó bật chế độ nâng cao. Các bạn chú ý nhá, tuy là quét lâu một tí nhưng mà nó sẽ khả thi hơn. Được chưa? Đó, sau đó mình nhấn Start. Đấy, nó chạy qua rất nhiều công đoạn, các bạn chú ý nhá. Đấy, chạy qua những cái công đoạn đó, sau đó thì chúng ta sẽ khôi phục được, các bạn chú ý nhá. Đấy, nó cũng khá là đơn giản. Đó. Ví dụ như mình đang khôi phục ở ổ M hay sao ấy. Đấy, mình đang khôi phục ổ M. Khi mà chạy lên thì nó sẽ loát hết. Loát xong ấy thì các bạn chỉ cần recovery, chọn tất cả các file và recovery lại thôi. Thì phần mềm này mình thấy là nó rất là hay. Đấy. Sau đó thì các bạn sẽ chọn full này. Đấy, những cái file đỏ đỏ này là nó không khôi phục được, còn cái file này nó có thể là nó khôi phục được. Đó, khi bạn nó thấy đỏ đỏ này nó khôi phục rất là khó. Đấy, nó sẽ có những cái dữ liệu của chúng ta rất là lâu để thấy thường. Đấy, những cái file này này. Sau đó các bạn chọn recovery này. Đấy. Sau đó các bạn chọn cái các bạn tránh cái ổ M, ví dụ như ổ M chẳng hạn, thì các bạn sẽ tránh cái ổ M, các bạn chọn cái ổ khác ngoài cái ổ M. Ví dụ như mình chọn ổ G chẳng hạn. Sau đó mình new một cái folder, sau đó chọn OK. Thì như thế này thì nó sẽ khôi phục, các bạn thấy chưa? Nó sẽ tự động khôi phục. Đấy, đây là một số thông tin chứ là mẹo cho các bạn. Được chưa? Đấy. Các bạn nhớ là khi các bạn đã xóa thì các bạn nhớ là sử dụng cái phần mềm này luôn để các bạn khôi phục luôn, ngay và luôn, được chưa? Đó. Thì các bạn sẽ khôi phục được lại dữ liệu, các bạn chú ý nhá. Đấy. Còn để lâu ấy, thì về lâu về dài nó vẫn vẫn có thể khôi phục được, nhưng mà hiệu quả thì nó không cao bằng các bạn xóa đi sau đó bạn sử dụng phần mềm này ngay. Thì khôi phục thì nó sẽ khả thi hơn và nó sẽ dữ liệu của bạn sẽ tốt hơn, được chưa? Các bạn trong trường hợp mà format mà xóa thì cái nào khó khôi phục hơn trong quá trong format, đối với format và đối với xóa dữ liệu và format, có nghĩa là ví dụ như các bạn chọn thư mục, ví dụ như chọn cái phần mềm này đi, sau đó các bạn chọn xóa như này với cái việc là format như này, được chưa? Ví dụ như format thì trong quá trình này ấy thì cái vấn đề mình thấy ấy thì cái quá trình mà xóa chỉ xóa dữ liệu thôi thì nó khôi phục nhanh hơn là các bạn format kiểu này. Các bạn chọn start sau đó các bạn chọn OK thì nó sẽ format đi, phải không ạ? Đó thì lúc này thì nó sẽ khó khôi phục hơn là các bạn chỉ xóa cái file này, được chưa? Chỉ xóa cái file đó luôn, ví dụ như chỉ xóa như này thì nó khôi phục nó sẽ dễ hơn, đối với bản thân mình thấy thế. Đó, đó là cái nội dung video chia sẻ các bạn. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem cái nội dung video này nhé các bạn nhé, và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye các bạn.